Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Với các bạn hôm nay, mình lại đến với cái series khá là quen thuộc về thành phố Rồng nha. Mới đăng nhập lần đầu tiên vào game thì anh em mình sẽ nhận được một cái phần thưởng nhẹ nhẹ trong ngày ha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là... hiện tại thì mình đang nằm ở hạng thứ 14 các bạn ơi. Sau một cái pha gọi là tranh giành nhiệt tình thì anh em mình đã bị đè xuống hạng 14 nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ cố gắng gọi là leo lên vị trí gọi là top 1 nha mọi người. Để xem cỡ cái nick này anh em mình có may mắn hay không. Wow, anh em mình được X4 nha các bạn. Đây, hết sức cẩn thận nha. Rồi, đầu tiên thì anh em mình gặp phải một cái đối thủ cũng khá là nặng ký. Nhưng mà ở đây anh em mình đang có một cái thành viên rất là bá đạo thuộc dòng, đó chính là Heroic nha. Wow, em này được sát thương nhân 2, một phát là lùm được một em là thấy rất là tuyệt vời. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với tuyệt chiêu đặc biệt, và chiêu này sẽ là lấy máu tăng sát thương. Ui, lưỡi hái tử thần được thi triển và anh em mình dứt điểm thành công thêm một thành viên nữa. Tiếp theo thì chúng ta đến với Heroic, còn hình như là Heroic AS nha mọi người. Skin nhìn ngầu như trái bầu luôn. Wow. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đến với là ý bé này có khả năng hồi sinh và lên tới 18%. Tính ra là anh em mình sử dụng kỹ năng gọi là lưỡi hái tử thần thì cũng không đủ sức để có thể hạ được thành viên này nha các bạn. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đổi đi. Lần này chúng ta sẽ đến với cái tem như thế nào đây. Ma cà rồng. Ôi, anh em mình cần chiêu hệ lửa và chiêu hệ ma giết các bạn ơi. Hệ lửa hoặc là hệ ma giết thì anh em mình sẽ được búp thêm máu nha. Đó, hệ lửa hoặc là hệ ma giết. Anh em mình đi truy tìm mấy bé gọi là hệ lửa cái nè. Ôi, có hệ lửa nhưng mà mấy cái bé này không có cái chiêu đặc biệt. Ôi, ở đây anh em mình có một cái con hệ đây. Tới công chuyện liền ha. Let's go! Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hentai một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ bên mình nha. Và Hentai cũng có bán những cái nick Dragon City khá là xịn cho anh em luôn. Anh em nào muốn mua những cái nick xịn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook hoặc là Zalo nha. Còn link thì có thể link bên dưới phần mô tả video nha mọi người. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cái thành viên khá là VIP của tem bạn. Con này nhìn nó chất như nước cất luôn ha. Ở đây chúng ta sẽ xài tuyệt chiêu lửa nha, chiêu đặc biệt. Wow, 195k, không cho tem bạn có cơ hội gọi là đỡ luôn nha. Và đây sẽ là tuyệt chiêu gió. Ui, quá ghê gớm. Ôi, tem này hình như nhìn quen quen ấy nhờ. Hình như anh em mình mới quýnh xong phải không nhờ? Hình như là vậy. Hunter hay ẩu một tí nha mọi người. Rồi, bây giờ thì hồi sinh trở lại thêm một lần nữa. Lưỡi hái tử thần của anh em mình kéo được cũng là khoảng 8.000 máu à. Ui, victory. Vậy là chúng ta đã qua được thêm tính là tem này nó khá là bình thường. Rồi, anh em mình kiếm cái tem này nó xịn xịn tí, quýnh cho nó máu lửa nha mọi người. Nhìn sơ thì wow, tem bạn là quá zoom. Có một cái con Heroic khá là xịn sò, mình rất là me nó. Đây, chiến binh này. Ôi, con em này thì rồi, anh em mình sẽ nhờ bé này để đi phá giáp nè. Đó, sau khi phá giáp xong rồi thì chúng ta sẽ đến với sát thương nhân 2. Wow, rồi lụm nhẹ luôn nha. Thành viên nào sẽ ra me mình đây? Ôi ôi, với gọi là không chế xóa hiệu ứng gọi là bị nhiễm sát thương của mình các bạn, cay dễ sợ. Rồi, ở đây thì anh em mình lụm nhẹ luôn. Lượng máu được búp lên tới tầm khoảng là 438.000. Một cái lượng máu khá lớn, đủ sức để có thể nhây với tem bạn nha. Ôi, bạn này có lưỡi hái tử thần. Ôi, quất mình hai lần liên tục. Căng á nhờ. Rồi, chiêu đặc biệt. Chiêu này là chiêu của bé Gon, dùng để bơm máu nè. Tiếp theo thì bế hẳn luôn cái thành viên bé này là Mitsikas của tem bạn nha. Sau gọi là 3 hiệp đấu nhiệt tình thì bây giờ số điểm của anh em mình đã lên tới cái mức 72 và đang nằm ở vị trí hạng 6. Giờ thì mình sẽ cố gắng giành giật vị trí đầu tiên nha. Chúng ta sẽ tốn. Ủa trời, game thì bây giờ sao còn có nghèo dưới vậy, không đủ 15 viên luôn à. Ui, cái gì vậy? Rồi, anh em mình nhận thêm một viên. Giờ thì chúng ta vô khu vực list và ở đây anh em mình chiến đấu. À, một hiệp này là đủ tiền. Đủ tiền để anh em mình có thể cày nha.
chỗ này thì chúng ta sẽ mang bé bé nào ra chiến cho nó ngầu. Thôi bé này cũng được đi. Nhân vật này là Titan Ma Cà Rồng Heroic nha mọi người. Sở hữu sức mạnh đặc biệt của dòng Ma Cà Rồng. Đó. Lụm liền, gặp em nào là xào em đó liền ha. Wow, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với đài 6 viên game bỏ túi nha mọi người. Thôi sẵn rồi anh em mình còn vài trận thì bay qua đây xúc luôn nha. Ở đây anh em mình gõ được khoảng 3 trận nữa. Rồi, lần này chúng ta sẽ đến với cái màn trình diễn đến từ Heroic Vodos. Một trong những nhân vật rất là đẳng cấp. Rồi, em này thì là Heroic Dream. Ôi, ghê vậy. Ôi, hồi lại cho một cái bé cũng khá là khỏe nha. Lưỡi hái tử thần được thi triển nhưng mà vẫn không bế được. Ôi. Tên bạn có lưỡi hái tử thần nha mọi người. Đùa đùa là nó bế mình liền á. Rồi, và đây là Heroic Aos. Ơ, Heroic Arcana ha. Đây còn được 2 hiệp. Tranh thủ nha. Rồi, sát thương nhân 2. Đúng là trúng liền. Đây, một em lên dĩa. Rồi, em tiếp theo. Và nhân vật cuối cùng sẽ là bé rồng vượt thời gian. Victory. Ui, còn hồi sinh. Lưỡi hái tử thần. Ôi, vẫn không đủ nha. Ôi, tên bạn hồi sinh tới 9% máu lần. Anh em mình hái chỉ có 3% thôi. Rồi, cửa ải này cho bé gọi là Heroic Vodos của chúng ta thể hiện một cách gọi là hổ báo trong bộ giáo luôn. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn đừng quên để lại cho Hunter một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video hộ mình nha. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với là ui, 5 ngôi sao vàng lấp lánh. Nhìn tên bạn chất lượng ghê chưa. Chỗ này anh em mình xài thử cái free pin coi độ may mắn của chúng ta ngày hôm nay như thế nào. What? Nó cho mình đúng nhân 2 luôn các bạn. Dùng 15 viên game mà nó cho mình như vậy. Cay thiệt chứ. Rồi, chỗ này anh em mình chơi chiêu đặc biệt luôn ha. Được 161. Pha xử lý tiếp theo thì chắc có lẽ là anh em mình sẽ đến với sát thương nhân 2 đi. Ý mà khoan, cho tên bạn bế mình ít máu đi. Sau đó mình ôi ôi. Ơi, giờ tên bạn nó còn có miếng máu bế rồi là không đủ à. Rồi bây giờ là ôi thêm lượt đánh nè. Rồi chiêu gì nữa đây. Rồi 2 lần. Ui nó quýnh mình 3 lần luôn các bạn ơi. Muốn tuột hết máu với con này. Rồi hồi sinh có 3% thôi. Ok kèo này anh em mình chiến được. Sát thương. Ôi ôi một phát đi du lịch luôn. Ổn nha. Rồi. Rồi lần này anh em mình sẽ đến với Kamas. Ôi bình tĩnh mà rung cái nào. Tên bạn cũng có lưỡi hái. Ôi hồi sinh có 3% thôi. Mình hơi rén con này ở cái chỗ đó là nó có lưỡi hái tử thần nha. Nó mà lụm mình trước là mình lên dĩa luôn á. Còn mình lụm nó trước là nó cũng lên dĩa lại với mình. Ok. Rồi chỗ này anh em mình tính toán sao cho nó hợp lý đây. Wow. Chỗ này chiêu lửa nha mọi người. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến với đây bé Karma. Bé này thì ôi đây có sát thương nhân 2. Con nào mà được sát thương nhân 2 là ưu tiên nó liền. Lắm. Trời ơi vẫn không đủ sát thương. Cay thế nhờ. Rồi để xem coi trùm cuối của tem bạn. Wow, lưỡi hái tử thần của mình kéo được ít máu quá. Tem bạn là nó hồi tới 18% lận cả nhà. Rồi, victory. Sương sương là bế được cũng tầm khoảng 5 hiệp rồi hen. Ôi ôi, trận cuối này. Trận cuối này hơi khoai ha. Ok, chiến luôn. Rồi, trận này thì động não một chút xíu.
Nãy giờ anh em mình quýnh gọi là rất là hổ báo rồi. Chiêu gì đây? À, kỹ năng đánh lan. Rồi, mất ít máu. Tem bạn thì hồi sinh có 3% thôi. Cái này là mình quất là nó khỏi hồi sinh luôn nha. Đó, nhân vật tiếp theo là... Ôi, thêm được đánh. Ôi, cái gì nó quýnh? Nó quýnh 2 lần liên tục luôn hết cả nhà. Ôi, cay. Chiêu nó sát thương nhân 2 với mình và nó còn quýnh 2 lần liên tục luôn. Rồi, ôi 200 đam to thế nhỏ. Con này thì nó cũng có 6% ha. Hồi sinh 6% là cũng nhiều đấy. Lắm. Ôi, bị nhiễm sát thương. Giờ cho nhẹ tên bạn à. Đó, bây giờ tên bạn hồi sinh trở lại và mình hái được có nữa thôi. 6% hái được 3% là tên bạn còn 3% máu à. Rồi, victory. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được 6 trận trong cái khu vực này nha mọi người. Và hiện tại thì mình đang giành được vị trí là hạng 4 sau gọi là cái quá trình cày cuốc nhiệt tình ha. Ok. Rồi, ở đây thì anh em mình được để mình nâng cấp cái nhà này. Ôi, tốn 100 à. Rồi, bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh Tê một lượt đăng ký nha. Như là like nhẹ video ủng hộ bên mình với. Chỗ này thì chúng ta sẽ sử dụng đó, anh em mình đi mua nhà lên, nâng cấp nhà cho chúng ta lên level nhanh nhanh xíu. Hiện tại thì cái nick này của mình đang là level 128 nha. Đó. Ráng ráng đầu lên chắc cũng được lên 129 chắc cũng được đấy. Rồi, ok. Và các bạn ơi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.